Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 9. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 17 tháng 9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tổ chức phiên họp thứ 14 nhằm kiểm tra, đôn đốc các công việc sau phiên họp thứ 13 và bàn giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 48 tỉnh, thành phố có các dự án đi qua. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành. Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải hiện đang theo dõi chỉ đạo 40 dự án lớn với 92 dự án thành phần trên 3 lĩnh vực, đường bộ, đường sắt và hàng không đi qua địa phận 48 tỉnh, thành phố. Sau phiên họp thứ 13 của Ban chỉ đạo, các đơn vị địa phương đã tích cực tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, cấp nguồn vật liệu xây dựng. Đến nay, đã hoàn thành 11 trên 42 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, đang tích cực triển khai 28 nhiệm vụ, hoàn thành hơn 2.000 km đường bộ cao tốc. Các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đất ở, di rời đường điện cao thế, cấp mỏ vật liệu xây dựng thông thường. Từ đó đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trong thời gian tới. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã thông tin về tiến độ triển khai thi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cũng như làm rõ 4 vấn đề lớn là nguyên nhân chính tác động trực tiếp đến giá trị khối lượng thực hiện dự án, hiện mới chỉ đạt khoảng 2,4%. Thứ nhất là liên quan giải phóng mặt bằng, thì ở đây nguyên nhân chủ yếu là ở phía Lạng Sơn, là hiện nay cái kế hoạch sử dụng đất là chưa đảm bảo được cái sử dụng đất của các giao thông. Và tỉnh Cao Bằng với tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành rà soát và xin điều chỉnh cái sử dụng đất từ Cao Bằng về Lạng Sơn với cái diện tích là 120 ha. Thứ hai liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, thì chúng tôi rất mong muốn là Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án này. Cái nội dung thứ ba đó là cái thiết kế chậm, thiết kế mới được 12 cây số trên 93,5 km. Như vậy là cái tỷ lệ đạt được rất là thấp. Thứ tư đó là thi công chậm. Để báo cáo chỉ là hiện nay nếu phải khối lượng thi công và giải ngân như vậy mới được có 2,4%. Hiện nay các mũi thi công thì đã vào vị trí, hai mũi thi công huy động hàng trăm thiết bị máy móc, hàng trăm công nhân, nhưng mà những cái mũi đó cũng mới chỉ dọn mặt bằng chứ chưa triển khai được cái việc thi công do thiết kế còn chậm. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh siêu bão số 3 đã gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng, cần phải có giải pháp bù đắp lại những thiệt hại này. Trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, rút ra 5 bài học kinh nghiệm với khối lượng công việc rất lớn. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công 3K, 4 kíp để bảo đảm tiến độ đã cam kết và đáp ứng kế hoạch giải ngân. Chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với các địa phương sớm hoàn thiện các thủ tục khai thác các mỏ vật liệu xây dựng để phục vụ dự án. Các bộ ngành của Trung ương tập trung hỗ trợ các địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các dự án thành phần, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, nghiệm thu các công trình. Các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án theo mốc tiến độ yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật. Quá trình thực hiện các công trình, dự án phải chú trọng theo dõi, đôn đốc, giải quyết hiệu quả những vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc và đến năm 2030, cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Sáng 17 tháng 9, tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam,
đến thăm hỏi, ủng hộ kinh phí 7 tỷ đồng, hỗ trợ tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam Nguyễn Tiến Mạnh chia sẻ với những thiệt hại của tỉnh do hoàn lưu bão số 3 vừa qua trên mọi lĩnh vực, nhất là thiệt hại về người. Đồng chí cho rằng, với tinh thần đoàn kết, sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, tỉnh Cao Bằng sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả, tái thiết và phát triển kinh tế, xã hội. Cảm ơn tình cảm của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng chia sẻ về những tổn thất của tập đoàn và tỉnh Quảng Ninh sau cơn bão số 3 vừa qua. Khái quát tình hình mưa lũ cùng những thiệt hại của tỉnh Cao Bằng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh đã chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là nhà ở, hoa màu, cơ sở vật chất. Đến nay, số người thương vong là 70 người, hiện còn 2 người mất tích. Tỉnh Cao Bằng đã nhận được sự quan tâm từ các tỉnh bạn, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, ủng hộ trên 54 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm. Cả hệ thống chính trị và các lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí mong muốn thời gian tới với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất cho các gia đình, địa phương bị thiệt hại do bão, lũ, tập đoàn tiếp tục huy động nguồn lực, ủng hộ động viên những địa bàn còn khó khăn bị tổn thất nặng nề do thiên tai, bão lũ, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Đồng chí khẳng định tỉnh Cao Bằng sẽ phân bổ và sử dụng nguồn hỗ trợ hợp lý, đúng người, đúng địa chỉ, đảm bảo công khai, minh bạch. Nhân dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Cao Bằng 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh diễn ra sáng 17 tháng 9, các thành viên Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh đã tập trung bàn biện pháp, chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất kinh doanh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo thống kê, ước thiệt hại sơ bộ do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh khoảng 530 tỷ đồng, trong đó có 1.772 nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 445 nhà có nguy cơ sạt lở phải di rời, trên 1.911 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp, trên 10.000 vị trí sạt lở tại nhiều tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường giao thông nông thôn với trên hàng nghìn mét khối đất đá, sụt lún nền đường và một số hạng mục khác. Hư hỏng 11 cầu dân sinh, 28 điểm trường, 3 cơ sở y tế, 18 công trình bị hư hỏng, sạt lở. Các thiệt hại đang tiếp tục được thống kê. Hiện nay, vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở đất cao. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả và đề xuất một số chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, như chính sách hỗ trợ các hộ dân có nhà ở bị sập hoàn toàn, hư hỏng, hỗ trợ người dân di rời ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, hỗ trợ học sinh vùng bị thiên tai, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp để khôi phục chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện hỗ trợ cần triển khai khẩn trương, kịp thời, hiệu quả. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh, với tinh thần bảo vệ tính mạng, an toàn, sức khỏe của nhân dân là trên hết, đề nghị các sở ngành nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương và của tỉnh về công tác khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất kinh doanh, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ thiệt hại sau mưa bão, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo kế hoạch khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ký ban hành trước ngày 20 tháng 9. Đối với các vị trí xây dựng nhà tôn lắp kép cho các hộ dân mất hoàn toàn nhà ở tại xã Yên Lạc, Ca Thành, các sở ngành liên quan phối hợp với huyện Yên Bình tiến hành triển khai thực hiện sớm để người dân ổn định cuộc sống. Sở Giao thông Vận tải rà soát các công trình giao thông bị hư hỏng, xây dựng phương án bố trí vốn dự phòng ngân sách tỉnh để sửa chữa, gia cố, đảm bảo giao thông thông suốt. Chiều 17 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh Bình Dương do đồng chí Nguyễn Văn Dành, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,
trưởng ban vận động cứu trợ tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn, đã đến thăm và hỗ trợ tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp đoàn công tác có đồng chí Vũ Đình Quang, tỉnh ủy viên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vũ Đình Quang thông tin với đoàn công tác về những thiệt hại trong cơn bão số 3 vừa qua. Trong đó có 55 người chết và 2 người mất tích, nhiều nhà ở, lúa, hoa màu, cây ăn trái, gia súc, gia cầm bị thiệt hại, ước tính trên 530 tỷ đồng. Sự quan tâm và trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ của các địa phương nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng là nguồn động viên lớn lao với tinh thần và vật chất, góp phần tạo động lực và điều kiện để tỉnh Cao Bằng cùng với nhân dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Chia sẻ với nhân dân tỉnh Cao Bằng, đoàn công tác tỉnh Bình Dương đã trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng số tiền 3 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty VKMEC hỗ trợ 1 tỷ đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũng đã vận động các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ 15 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết. Tập đoàn Kim Oanh hỗ trợ 30 tấn gạo cùng nhiều suất học bổng nhằm kịp thời hỗ trợ người dân và học sinh đang gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sáng 17 tháng 9, huyện ủy Bảo Lạc tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiệt hại thiên tai do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn. Trên địa bàn huyện Bảo Lạc, mưa to nhiều ngày liên tục đã làm 528 nhà bị hư hỏng, trong đó có 16 nhà sập đổ hoàn toàn, 168 nhà cần phải di rời khẩn cấp. Nhiều cơ sở giáo dục, nhà văn hóa bị hư hỏng, nhiều cột điện, trạm biến áp và cột phát sóng bị gãy đổ, hơn 1.584 điểm giao thông bị sạt lở, nhiều diện tích lúa hoa màu bị ngập úng, đất đá vùi lấp, cuốn trôi, ước thiệt hại hơn 160 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị và các địa phương khẩn trương khắc phục các thiệt hại về nhà ở, trường học, giao thông, trạm y tế, nhà văn hóa, đảm bảo giao thông, giao thương, phục vụ công tác ứng phó cứu trợ cứu nạn, công tác dạy và học, khám chữa bệnh, hoạt động sản xuất của nhân dân, động viên thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại, huy động các lực lượng, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai. Thời gian tới, lãnh đạo huyện Bảo Lạc đề nghị các cơ quan đơn vị các xã thị trấn có phương án hỗ trợ khắc phục sửa chữa giao thông, trường lớp học, kênh mương thủy lợi, phục vụ sản xuất hỗ trợ dựng lại nhà cho các hộ mất nhà, hỗ trợ giống cây con để phát triển sản xuất sớm ổn định đời sống, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, thực hiện tốt công tác phun khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh, rà soát thống kê số liệu thiệt hại. Sáng 17 tháng 9, tại thành phố Cao Bằng, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam cùng các đơn vị thành viên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại huyện Nguyên Bình. Đoàn đã đến thăm gia đình anh Lê Văn Thái, sinh năm 1985, thường trú tại Tổ 2, phường Ngọc Xuân, là lái xe nhà xe Việt Trang, tử vong trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc với những đau thương, mất mát to lớn của gia đình nạn nhân, đoàn đã trao số tiền 20 triệu đồng, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Ngày 17 tháng 9, đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đến thăm, chia sẻ, động viên các đơn vị bị thiệt hại do bão số 3 gây ra tại huyện Hà Quảng và thành phố. Đoàn công tác đã đến thăm Hợp tác xã Trung Thông, xóm Lũng Luông, xã Lũng Nặm, bị thiệt hại trên 120 con gà và lợn do nước lũ cuốn trôi, tổng ước thiệt hại 45 triệu đồng. Hợp tác xã Phát triển Dịch vụ Nông nghiệp Đường Long, thị trấn Xuân Hòa, bị sạt lở hai bên đường vào hợp tác xã. Đàn vật nuôi gồm gà, vịt, cá chấm bị trôi theo nước lũ hơn 300 con, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Tại thành phố Cao Bằng, đoàn đến thăm Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Anh, xã Hưng Đạo. Hợp tác xã đã bị ngập 6.000 m2 diện tích hoa màu, thiệt hại toàn bộ giống cây và cháy các van từ tưới nước. Trong đó có 3.000 cây giống ớt ngọt, 2.000 cây giống ớt chuông, 2.000 cây cà chua, 500 cây hoa hồng ngoại, 1.000 cây hoa hồng cổ loại to, 4.000 chậu dâu tây. Diện tích ngô bị ngập 2.000 m2, tổng thiệt hại khoảng hơn 600 triệu đồng. Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã động viên nắm tình hình thiệt hại,
tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của các đơn vị, mong muốn các đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, thông tin báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương và Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thống kê thiệt hại, ảnh hưởng do bão gây ra để có những tư vấn chính sách hỗ trợ phù hợp, xem xét bố trí áp dụng các biện pháp hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã trao hỗ trợ động viên các đơn vị hợp tác xã bị thiệt hại, ảnh hưởng. Theo thông tin tổng hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tính đến 17 giờ chiều 17 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận gần 127 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân cả nước ủng hộ bà con bị thiệt hại do bão lũ. Trong đó, tiếp nhận qua kênh chuyển khoản và tiền mặt là gần 123 tỷ đồng. Tiếp nhận hiện vật gồm trên 65 tấn gạo và trên 240 tấn hàng nhu yếu phẩm, cùng với tổng trị giá khoảng hơn 3,8 tỷ đồng. Riêng trong ngày 17 tháng 9, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận của Hội Nhà văn Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai ủng hộ 1.000 bộ đèn pin LED năng lượng mặt trời, 1.000 bộ lọc nước và một số đồ dùng gia dụng. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ủng hộ trên 1.300 két nước Dasani. Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc ủng hộ 10 tấn gạo. Tập đoàn Kim Oanh, Quỹ Khởi sự Từ Tâm ủng hộ 150 triệu đồng và 30 tấn gạo cùng một số đồ dùng học tập. Bác sĩ Ngọc Trung, Văn Hiệp FPT, Vân Anh FPT ủng hộ 2 thuyền máy và 2 thuyền chèo tay. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phân bổ đến bà con các xóm, xã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong 7 ngày, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 9, Mặt trận Tổ quốc đã phân bổ trên 27,3 tấn gạo, gần 173 tấn hàng nhu yếu phẩm khác. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của Sở Y tế đến kiểm tra, chỉ đạo triển khai các phương án xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh tại hai xóm Tân Bình và Đoàn Kết, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng. Đoàn công tác đã đến kiểm tra, đánh giá tác động của môi trường, nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tại khu vực có nhà dân, chuồng trại bị ngập úng do ảnh hưởng của bão số 3. Qua đó chỉ đạo đội cơ động xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật, bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền, phục hồi chức năng, trung tâm y tế huyện Hà Quảng, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn môi trường, các hộ gia đình và chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm bị ngập úng. Hướng dẫn nhân viên y tế xã Thanh Long và người dân hai xóm, Tân Bình và Đoàn Kết, xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trên tinh thần khẩn trương, tích cực, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tập trung nhân lực, chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất, máy phun, sẵn sàng tiếp tục triển khai xử lý môi trường, nguồn nước tại xóm Thanh Sơn, nơi vẫn đang bị ngập úng và mất điện trên địa bàn xã Thanh Long, huyện Hà Quảng. Chiều 17 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh. Dù hội nghị có thành viên các hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở, ban ngành. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh gồm 7 điều. Đối tượng được hỗ trợ là hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được giao đất lần đầu tiên, nhưng hiện không còn đất ở, đất sản xuất nông nghiệp hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất nông nghiệp so với hạn mức giao đất ở, đất sản xuất do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý quỹ đất tại địa phương và các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Nghị quyết được ban hành sẽ là căn cứ để Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai công tác hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024 và thực tiễn điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, góp phần thúc đẩy nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số nghèo từng bước nâng cao đời sống thoát nghèo bền vững. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia phản biện một số vấn đề trọng tâm của dự thảo, như cần có quy định về cách thức, quy trình, định mức về nguồn kinh phí thực hiện, quy định rõ tỷ lệ giảm tiền sử dụng đất ở và tiền thuê đất sản xuất,
về hạn mức cấp đất cho các hộ dân cần cụ thể, phù hợp với tình hình từng địa phương, điều chỉnh về đối tượng và chính sách hỗ trợ cho phù hợp, tác động hiệu quả của nghị quyết đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm và tham gia phản biện của các đại biểu, đồng thời đề nghị Ban Dân tộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo tiếp tục lấy ý kiến các đối tượng liên quan và được thụ hưởng chính sách hoàn thiện dự thảo, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành. Ngày 17 tháng 9, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hòa lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức phiên họp thảo luận thống nhất dự thảo đề cương báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị thông qua và cho ý kiến về dự thảo đề cương báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chủ đề đại hội, các khâu đột phá, phương hướng, mục tiêu tổng quát, các chương trình trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp vào dự thảo, đồng chí trưởng tiểu ban đề nghị tổ biên tập tổng hợp ý kiến để chỉnh sửa, xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ phải đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính. Trước mắt, các thành viên tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung hoàn thiện các dự thảo văn kiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo đề cương, báo cáo chính trị trong thời gian sớm nhất. Sáng 17 tháng 9, đoàn công tác huyện ủy Bảo Lâm đã đi kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát tại xã Yên Thổ. Tính đến tháng 9 năm 2024, xã Yên Thổ đã thực hiện xóa nhà tạm, nhà rột nát được 63 hộ, trong đó 44 hộ xây mới, sửa chữa, 3 tiêu chí cứng 19 hộ, với tổng kinh phí được hỗ trợ 2 tỷ 530 triệu đồng. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư huyện ủy ghi nhận những kết quả mà xã đã đạt được trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát nói riêng. Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thổ tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, xóa nhà tạm, nhà rột nát năm 2024. Quán triệt xác định rõ việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai, đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia có hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình dự án, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, tạo sự đồng thuận và sự vào cuộc của từng hộ gia đình trong xóa nhà tạm, nhà rột nát. Ngày 17 tháng 9, đoàn giám sát Hội cựu chiến binh tỉnh đến giám sát việc triển khai thực hiện quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc tại huyện Trùng Khánh. Thực hiện quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Trùng Khánh đã kiện toàn ban chỉ đạo các cấp tổ chức rà soát, lập hồ sơ người được hưởng chế độ và trình cấp có thẩm quyền giải quyết, chi trả chế độ cho 6.161 đối tượng. Hiện nay đã thực hiện chi trả trợ cấp một lần với 6.143 đối tượng, còn 10 trường hợp đã làm thủ tục gửi lên cấp trên xét duyệt, chờ quyết định chi trả. Giải quyết kịp thời chế độ mai táng phí cho người hưởng trợ cấp theo quyết định 62 được 645 hồ sơ với tổng số tiền trên 21 tỷ 818 triệu đồng. Đoàn giám sát biểu dương những kết quả huyện Trùng Khánh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương giải quyết các đối tượng chưa được hưởng, giải quyết các chế độ mai táng phí, kịp thời tránh xảy ra khiếu kiện, thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo để hoạt động ngày càng hiệu quả.
Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 22 cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và huyện, phối hợp với ngành y tế đưa khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến tất cả các trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn, qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm y tế và tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm y tế. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện giám định thanh toán chi phí khoảng 540.000 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, giảm 4,5% so với số lượt khám chữa bệnh cùng kỳ năm 2023, với tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 298 tỷ đồng, tăng 3,8% so với chi phí cùng kỳ năm 2023 và bằng 80,1% tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh trong năm 2023. Nhằm kiểm soát tình hình gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh từ nay cho đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp tăng cường công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiếp tục thực hiện công tác phân tích, đánh giá dữ liệu, thường xuyên thông báo kịp thời cho cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế về các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao so với mức chi phí bình quân chung, để cơ sở khám chữa bệnh chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí, đảm bảo an toàn, hiệu quả, kiên quyết xử lý những trường hợp lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phối hợp với cơ quan công an theo quy chế phối hợp và thông tin kịp thời về tình hình chi phí cũng như tình hình kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Sáng 17 tháng 9, Huyện ủy Bảo Lâm tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị, quy định, kế hoạch của Trung ương Đảng, tỉnh ủy, huyện ủy mới ban hành. Hội nghị đã quán triệt một số nội dung hướng dẫn của tỉnh ủy về hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Kế hoạch số 362 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về quán triệt phổ biến tổ chức thực hiện quy định số 144, các chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng trong đảng bộ tỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và một số văn bản chỉ thị của huyện ủy về tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện và tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hòa An vừa đến động viên gia đình anh Triệu Nông Danh, xóm Bản Sằng, xã Bản Đằng có con bị tai nạn đuối nước. Đến thăm gia đình, lãnh đạo huyện, xã đã ân cần thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát người thân, đồng thời trao hỗ trợ 13 triệu đồng cho gia đình từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em và Quỹ Hỗ trợ Mai Táng Phí cho đối tượng bảo trợ xã hội. Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản và trao lợn giống cho bà con xóm 9, xã Vĩnh Quang và tổ 1, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. Tại buổi tập huấn, các hội viên nông dân được giới thiệu về các giống lợn ưu việt và hướng dẫn cho học viên kỹ thuật chăn nuôi nhận biết, phòng trị một số bệnh cho lợn nái sinh sản, cũng như cách ủ thức ăn, làm mới, tu sửa chuồng trại đảm bảo tiêu chuẩn chăn nuôi. Qua đó, các hội viên áp dụng được các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, cải thiện được đàn giống, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập. Trước đó, xóm 9 xã Vĩnh Quang và tổ 1 phường Ngọc Xuân đã tổ chức ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn sinh sản với 10 hội viên xã Vĩnh Quang và 13 hội viên thuộc tổ 1 phường Ngọc Xuân. Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã trao 46 con lợn giống cho 23 hội viên để phát triển chăn nuôi. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bảo Lâm vừa tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị trấn Bác Miều.
tại các cơ sở kinh doanh, đoàn tập trung kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, quy trình bảo quản, điều kiện vệ sinh của các cơ sở kinh doanh bánh trung thu, đồ uống và các loại thực phẩm khác được tiêu thụ phổ biến trong dịp này. Kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm và nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều thiệt hại, đau thương, mất mát do bão lũ gây ra, cả nước đã đoàn kết hướng về những vùng chịu thiệt hại nặng nề, thể hiện nghĩa đồng bào, sự sẻ chia sâu sắc. Mùa Trung thu năm nay, các hoạt động được tổ chức đơn giản, tiết kiệm nhưng tràn đầy ý nghĩa nhân văn. Tại thành phố Cao Bằng đã có công văn gửi các trường thông báo dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi để dành kinh phí ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra. Cùng với đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động rút gọn các chương trình, không tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ em, mà chỉ tổ chức cho học sinh nghe thư chúc Tết Trung thu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng với đó là chương trình tặng quà thiết thực, hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng bão lũ. Đây là bài học sâu sắc về lòng nhân ái, sự chia sẻ để giáo dục cho các em học sinh. Trường Trung học cơ sở Đề Thám thì là thực hiện sự chỉ đạo của các cấp. Thì trong năm học này thì không tổ chức Tết Trung thu. Thế nhưng tuy nhiên, nhà trường cũng đã thực hiện việc là trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì trong cái buổi tổ chức thì nhà trường cũng có tổ chức cho học sinh nghe thư chúc Tết Trung thu của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến toàn thể các em học sinh và các phụ huynh. Bên cạnh đó thì nhà trường tổ chức trao 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và bên cạnh đó thì để hưởng ứng cái lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng như là Mặt trận Tổ quốc thành phố và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thì nhà trường cũng đã tổ chức quyên góp hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với rất là nhiều những cái hiện vật đã được trao tặng đến huyện Nguyên Bình, huyện Bảo Lạc và huyện Bảo Lâm. Với sự đóng góp của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường thì đã ủng hộ vào quỹ của Mặt trận Tổ quốc thành phố là 20 triệu đồng. Và bên cạnh đó thì cái số tiền còn lại là hơn 20 triệu đồng còn lại thì nhà trường cũng đã mua vật phẩm để ủng hộ cho Tết Trung thu cũng như là cho người dân như là gạo, chăn ấm, ủng hộ cho xã Thanh Long, huyện Hà Quảng trong cái dịp mà chuẩn bị Tết Trung thu này. Năm nay không tổ chức Trung thu, học sinh cũng có thể tạm gác lại nhu cầu mua đồ chơi trong dịp này để đóng góp, chung tay cùng với nhà trường dành nguồn lực hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão lũ. Với những việc làm ý nghĩa thiết thực đó, các em vẫn có một mùa trăng đẹp và ý nghĩa, mùa trăng của lòng nhân ái, sẻ chia. Em cảm thấy cũng hơi buồn tại vì em muốn lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn với trường. Nhưng thay vì đấy, em muốn gửi gắm số tiền Tết Trung thu này đến các bạn và những gia đình khó khăn hơn trong vụ bão đợt này. Mặc dù là không được tổ chức Trung thu nhưng em cũng khá buồn, nhưng mà em cũng vui khi em được quyên góp quần áo và sách vở cho các bạn. Tại trường Mầm non Hòa Trung, thành phố Cao Bằng, nhà trường cũng không tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ nhộn nhịp. Năm nay do ảnh hưởng của sau cơn bão số 3, Phòng Giáo dục cũng đã ra công văn là triển khai tới các nhà trường rằm Trung thu thì không, nhà trường Mầm non Hòa Trung không tổ chức Tết Trung thu cho các con. Tuy nhiên, các cô giáo vẫn tổ chức các hoạt động học cho các con, tích hợp trong giáo dục các con ở các hoạt động khác nhau trong ngày, giáo dục các con ôn lại, nhớ lại các hoạt động ý nghĩa của ngày Tết Trung thu của các con, cho các con đọc thơ, kể chuyện, đọc cho các con nghe những câu chuyện, những bài thơ. Dịp này, các hoạt động giáo dục cũng được đẩy mạnh nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng thời vận động cộng đồng chung tay giúp đỡ trẻ em vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và trở lại trường học.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.